Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mr. Worldwide. Thì hôm nay em có về chiếc t-shirt Brick Powermatic 80 mặt IC Blue xanh băng. Có thể nói đây là cái màu hot hit nhất của bộ sưu tập Brick. Không phải demi, không phải xanh dương và xanh lá, mà đây chính là cái màu mà hot hit nhất. Bởi vì nhìn cái màu xanh băng này trông nó nhẹ nhàng, nó không bị nhức mắt, trông nó rất là giảm stress. Cho nên là hot trong năm nay là hai cái màu đó là màu xanh Tiffany và xanh IC Blue, là trong mấy năm nay thì cực kỳ hot các bác nhé. Và chính vì cái độ hot như vậy mà cái màu IC Blue luôn luôn là cái màu cháy hàng đầu tiên. Và hôm nay thì rất là may mắn thì em có về được hai chiếc xanh IC Blue size 40. Sắp tới thì em có về cả size 35, giá thì đắt hơn một xíu, 15.500.000 nếu các bác cần nhé. T137407113 5100, đó là cái model của sản phẩm này. Automatic này, dây tóc Niken này, chống nước 13, thân thép không gỉ, kính sapphire có phủ chống lóa. Tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo trên chiếc đồng hồ này. Option thì cũng khá là nhỉnh. Máy chữ có 80 giờ, thiết kế thì bao đẹp. Nếu các bác chưa có đủ điều kiện để chơi một chiếc Audemars Piguet thì chúng ta có thể chơi tạm T-shirt Brick. Vẫn là một thương hiệu mạnh trong khối Thụy Sĩ. Vẫn là một bộ máy ngon, vẫn là độ hoàn thiện khá là ngon trong tầm giá, mà mức giá thì lại rất là phải chăng, chỉ có 14.800.000 mới 100% full bốc. Con này giá niêm yết tại hãng là 21 triệu các bác nhé. Thực sự trong tầm giá mà 14.800.000, về máy thì em không nói, nhưng nếu mà về thiết kế thì Brick nó là ông vua thiết kế. Nói thật với các bác là kiểu dáng của nó đẹp thật. Tuy nhiên đẹp thì không có nghĩa là đi cùng với dễ đeo. Cho nên em vẫn khuyên với các bác là với cổ tay tầm khoảng 16.5cm đổ xuống thì các bác nên lựa chọn size 35. Còn nếu các bác có cổ tay tầm khoảng loanh quanh 17 đổ lên thì chúng ta mới nên chọn size 40. Bởi vì cái size này nhá, nghe thì có vẻ 40 là dễ ăn đấy, nhưng mà không dễ ăn một tí nào đâu. Lát nữa em sẽ quay kỹ cho các bác nhé. Rồi, với t-shirt Brick chúng ta sẽ có một bộ dây phải nói là rất đẹp. Chúng ta có toàn bộ các mắt dây này nó sẽ được đánh xước. Tuy nhiên thì với một chiếc đồng hồ đánh xước nhưng mà cái độ bóng sáng của nó thì không khác gì một chiếc đánh bóng cả. Lý do là bởi vì dây này nó chỉ kết cấu bằng một mắt thôi. Tức là nó sẽ tạo thành một mặt phẳng. Và khi mà cùng tối thì nó sẽ cùng tối. Còn mà khi mà cùng sáng thì nó sẽ cùng sáng. Cho nên các bác sẽ thấy là với những bộ dây như này thì cái khả năng bắt sáng của nó sẽ trông có cái nét gì đấy nó cao hơn là so với dây form mắt nhỏ hoặc là ba mắt. Đó là ưu điểm các bác nhé. Cho dù là toàn bộ các mắt dây này nó đều được đánh xước hết, các bác chú ý nhé. Đó, dây thì các bác nhìn thấy này, nó làm khá là mảnh. Đấy, cũng rất là ôm tay, cũng khá là ôm tay. Và cũng không quá nặng. Nói chung là về cái độ nặng con này thì cơ bản nó không nặng mà cũng không nhẹ. Form dây thì chúng ta vẫn sẽ thấy là form dây gập khóa bướm gập hai bên, với một bên là t-shirt, một bên là 1853. Đấy, về thiết kế của t-shirt Brick thì chúng ta phải nói là thiết kế con này nó đẹp thật. Con này thì nó gọi là cái thiết kế gì thì nó hợp lý nha. Thực ra thì cái phần bên ngoài nó thì nó lại giống cái dáng tono, dáng thùng. Nhưng mà thường thì anh em vẫn hay gọi cái dáng này gọi là dáng pizza. Tức là bên ngoài của nó là có một cái dạng hình hộp này, và bên trong nó sẽ có một vòng tròn nổi lên, nó kiểu kết cấu như một cái bánh pizza vậy. Thì anh em vẫn hay gọi cái kết cấu này là nó là pizza, nhưng mà chưa hẳn là pizza đâu các bác nhé. Bởi vì pizza thì thường cái phần bên ngoài này thì trông nó vuông vắn hơn một xíu. Thì thực sự với các bác là cái kiểu dáng này thì nó cũng không biết gọi là như thế nào. Nhưng mà nôm na là đây là một kiểu dáng phải nói là khá đẹp, khá đẹp. Trong quá khứ thì 1970 thì t-shirt đã có những cái mẫu với thiết kế nôm na như thế này rồi. Tuy nhiên thời điểm đấy thì nó chưa thật sự là hot. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó hot quá thể luôn. Đấy, chắc chắn là nhờ có cái thiết kế của ô vuông này thì nó khiến cho chiếc t-shirt của chúng ta lại càng đáng tiền hơn, đúng không ạ? Thiết kế càng các bác nối liền này, và được đánh vát này, đánh xước này, nó tạo ra cái sự mạnh mẽ ở bên phần thân ngoài. Còn phần bezel thì nó sẽ được làm lồi cao hẳn lên và được đánh bóng để tạo ra cái độ thương phản so với cái phần đánh xước này. Nó cũng khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trông có cái kết cấu ấn tượng hơn rất nhiều. Núm thì vẫn như thông lệ thôi, chúng ta sẽ có logo t-shirt này. Đó. Và bên hông sẽ được đánh xước mịn này. Đây. Một cái nó khiến cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó trở nên khó đeo hơn thì các bác phải nhìn rõ vào cái phần càng này. Đây các bác nhé. Thực ra cái con đồng hồ này cái phần càng của nó kết thúc ở đây. Nhưng không,
cái phần càng của nó thực chất là nó sẽ kết thúc ở đây. Đấy. Tức là cái mắt dây đầu tiên, các bác chú ý là cái mắt dây đầu tiên nó nối vào cái end-link. Đấy. Thì nó lại khá là cứng, và khi mà kéo xuống thì cái mắt dây này nó hoàn toàn là nó vẫn giữ nguyên vị trí. Cho nên nó sẽ kéo dài cái phần càng của chiếc T-shirt bridge này ra. Đó, cho dù trước này thì phần càng của nó chỉ đến đây thôi, nhưng mà nó đã bị kéo dài ra hơn. Cho nên là thay vì là 48 thì con này em nhớ không nhầm thì phần càng của nó lên đến 50, hơn 50. Đây em quay cho các bác nhé. Đó chính là cái lý do tại sao mà con Spirit này nó khó đeo cho dù nó có kích thước size chỉ là 40 thôi. Đấy, không phải lúc nào 40 nó cũng dễ ăn, dễ trôi đâu các bác nhé. Nhưng mà tất nhiên là các bác nó có cổ tay to thì đeo nó sẽ đẹp hơn. Đây các bác nhìn nhá, 51.2. Thực ra là nó đấy, 51.6 cơ các bác nhá. Đấy. Còn nếu mà nó chỉ đo mình cái phần càng này thì em đo thử cho các bác xem là nó ưa bướm nó tầm bao nhiêu này. Đây. 44.7. Cứ cho là 45 đi. Tức là chính cái phần end-link này nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta thay vì là 45 nó thành là 52.7, cứ cho 52.6, 51.6, cứ cho là 52. Tức là nó kéo dài thêm khoảng 7 mm nữa. Nếu mà cái phần end-link này các bác nhé, nó gọn gàng hơn thì con đồng hồ này nó lại cực kỳ dễ đeo. Đấy, nhưng chính cái phần end-link này mà chúng ta mới xuất hiện có cái size gọi là size 35 mm. Bởi vì với size 35 mm thì cái độ dài của phần lắc to lắc thì nó chỉ rơi vào dưới 48, cho nên nó dễ đeo hơn, nhất là đối với những anh em cổ tay nhỏ vừa. Còn với những anh em cổ tay to thì chúng ta có thể chọn thoải mái. Nhưng mà nếu mà cổ tay loanh quanh 16 thì đeo cái size 40 này các bác sẽ thấy là nó hơi nuốt đúng không? Là do cái phần càng này. Nó lên đến 51.6 thì khó nuốt lắm. Đấy, thật sự các bác là như vậy. Nếu mà anh em cổ tay to khoảng độ tầm 17 thì nuốt vô tư. Đây các bác nhé, cổ tay 17 này, 18 này. Đấy, thì nuốt vô tư. Nhưng mà cổ tay 16 mà đeo size 40 thì thật sự là hơi bất ngờ. Bởi vì tại sao mà đeo lên tay nó không ôm? Cho dù là con này chỉ có size 40 luôn, em đo luôn cho các bác, con này chỉ có size 40 thôi. Đấy. Dày này 10.9, không quá dày đúng không? Đúng ạ. Rồi, đó là câu chuyện về lựa chọn kích thước size thì các bác nhớ rõ nhé. Để đeo đẹp con này thì các bác nên có cổ tay tầm khoảng 17 cm đổ lên. Kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa cho nên các bác nhìn thấy cái mặt kính của nó rất là trong. Cái màu của con này nó là màu icy blue hay gọi là xanh băng. Cái màu này nhìn lâu nó giảm stress lắm các bác. Nếu các bác đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ với tông màu nhẹ nhàng giảm stress thì cái màu icy blue này đúng là chân ái này. Cái màu này nhìn lâu nhìn hoài nó cũng không có kiểu cảm giác bị chán bị ngán ấy. Cái màu rất là đẹp, trông nó thanh, nó sang trọng, nó lịch sự. Đấy, nó không quá là rực như là những cái màu đỏ, màu xanh lá, mà nó cũng không quá là trầm như là màu đen. Nó kiểu nó nằm ở giữa, nó dung hòa tất cả mọi thứ đến với chiếc icy blue này nó đều vừa đủ. Cho nên là cái màu của con này nó hot hit là như vậy. Còn cọc kim thì các bác không phải bàn nữa rồi, cọc kim nó đẹp. Thật sự với các bác là phải nói là cái kết cấu mặt số dial rồi cặp kim nó thật sự là phù hợp với nhau. Với cái mặt số dial thì chúng ta sẽ có là rất nhiều hình ô vuông được đặt cạnh nhau. Còn cọc và kim thì nó được thiết kế theo kiểu dạng khối, dạng hình chữ nhật đấy. Thì trông cái chiếc đồng hồ của chúng ta vừa có tròn vừa có vuông, trông nó kết cấu nó hài hòa với nhau. Cho dù vuông với tròn thì nó đối xứng nhau, nhưng mà thực sự với các bác khi mà nó kết hợp lại thì nó lại tạo ra một chiếc đồng hồ phải nói là rất đẹp. Không quá là cầu kỳ, vẫn là một chiếc 3 kim một lịch, nhưng mà thú thật với các bác nhìn kỹ con Perix này càng nhìn càng mê. Đấy. Sắp tới thì em về cả size 35 mặt IC Blue này cho nên các bác cứ yên tâm nhé. Bác nào cổ tay nhỏ thì đúng 35 là chân ái luôn, khuyên thật với các bác là như vậy. Rồi. À, con này có trang bị cả dạ quang các bác nhé. Thực ra thì em không đánh giá cao dạ quang của bọn này đâu, nhưng mà thôi, nói chung là có cũng là một cái điểm cộng và nó cũng ổn, mà nó cũng không đến nỗi là kém, nhưng mà nó ổn, dùng cái từ ổn là hợp lý nhất. Con này thì nó chỉ có dạ quang ở phần kim giờ và kim phút thôi, các bác chú ý nhé. Đấy.
Cũng khét đấy chứ các bác nhỉ, cũng khét đấy chứ không phải là dạng vừa đâu. Dạ quang màu xanh lam đẹp lắm, nó cùng luôn với màu mặt. Nói chung là về cái thiết kế con này thì em không có gì chê cả, chê duy nhất có mỗi cái phần ailing này thôi. Cái phần ailing này kể mà nó không có thì tuyệt vời nhỉ, anh em đeo size 40 thoải mái. Rồi chúng ta có thân thép không gỉ này, chúng ta có serial number, chúng ta có chống nước 13 tư đương 100 m. Bây giờ độ chống nước của nó cũng đã trâu bò hơn rất nhiều so với những mẫu t-shirt ngày xưa rồi. Chúng ta có kính sapphire này, t-shirt 1853, thân thép không gỉ, đây là serial number của dòng. Chúng ta có con máy Hitech S Carbon với 23 G-Well. Con máy này thì nó sẽ là Powermatic 80.111 hay gọi là C07.111 Hitech S Carbon đã được nâng cấp. Nói chung là con này thì chúng ta sẽ có thời gian chữ cót lên đến 80 giờ. Automatic có hỗ trợ cót tay dừng kim giây đầy đủ. Độ sai số cho phép của nó từ 10 đến 30 giây một ngày. Nhưng mà thông thường nó sẽ thấp hơn khá là nhiều so với độ sai số cho phép. Và trong tầm giá này thì khẳng định với các bác đây là một con, một trong những chiếc đồng hồ với thiết kế đẹp và ấn tượng nhất. Thật sự các bác là như vậy. Từ xưa đến nay thì em vẫn nói với các bác là thiết kế của t-shirt nó hơi nhạt nhòa đúng không? Nó hơi giống nhau và đơn điệu. Nhưng mà đến cái dòng t-shirt Perix này thì em dám khẳng định với các bác là thiết kế con này nó đẹp. Cái dòng Gentleman thiết kế nó cũng đẹp. Nói chung em là một người thích những chiếc đồng hồ mà có cái nét văn phòng nhưng mà chút mạnh mẽ một chút cũng được. Đấy. Thì với t-shirt Perix và Gentleman thì em thấy đánh giá là hai chiếc đồng hồ có thiết kế mà em đánh giá rất cao. Thật sự các bác là thiết kế của nó đẹp. Đấy. Chứ còn những cái mẫu khác của t-shirt thì các bác sẽ thấy có một cái lối mòn, đó là cái thiết kế của nó hơi đơn điệu và cứ na ná nhau. Nhưng Perix thì nó khác hẳn nhỉ. Yeah. 1970 mà đến nay tái bản lại nó cứu rỗi cả một thương hiệu. Các bác chú ý nhé. Bị văng ra khỏi top 10 nhưng bây giờ thì thật sự các bác 2023 nhà t-shirt chỉ có ăn với làm Perix thôi. Rồi, mới 100% full box 14 triệu 800 ngàn, bảo hành 24 tháng, miễn phí tất cả các lỗi và cam kết đền gấp 10 nếu là hàng fake. Các bác nhớ rõ nhé, bên em cam kết đấy ạ. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp rơi vỡ thì bọn em hỗ trợ 50%. Và tất nhiên đối với những sản phẩm Mr. Worldwide bán ra thì bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ. Các bác nhé. Lần này thì em có về hai con này. Các bác nhìn rõ cái số seri không lại bảo là em ế. Nói thật với các bác là t-shirt Perix thì em không bao giờ ế. Nói thật với các bác là cái dòng này nó là cái dòng mà hot hit nhất rồi. Thương hiệu mạnh đúng không ạ? Thiết kế đẹp, bộ máy đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo trên chiếc đồng hồ này. Thì chắc chắn là bảo ế t-shirt Perix thì khó lắm. Thật sự các bác là như vậy. Lần trước em có về hơn 10 con đấy. Có xanh lá, xanh dương này, có size 35, size 40 này, có mặt IC Blue, bán hết. Duy nhất còn một con mặt màu xanh xanh lá. Đấy, hiện tại thì em đang còn một con xanh lá và hai con xanh băng. Hai con xanh băng này mới về. Em nói thật với các bác là Perix thì anh em mua nhiều lắm. Bởi vì mức giá nó cũng hợp lý, thương hiệu mạnh mà thiết kế thì quá là đẹp rồi. Quá là giống với Audemars Piguet. Rồi, về đồng hồ hai chiếc các bác nhé, mới 100% full box. Xin chào các bác.